Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên một cái lô hàng cho cả nhà mình. Và như mọi người có thể thấy là sẽ có xuất hiện với rất nhiều siêu phẩm. Đó chính là các mẫu của Red Tiger phiên bản Seiko với dòng FC Barcelona. Đây là một phiên bản limited edition, phiên bản giới hạn đúng không ạ? Và nếu anh chị nào mọi người là tín đồ, tức là fan của Barcelona, thì đây sẽ là một cái phiên bản mà phải thực sự là rất có ý nghĩa. Ngoài ra thì sẽ có các phiên bản của QZ này, Citizen, rồi là phiên bản Seiko và một vài thương hiệu khác nữa. Mọi người yêu thích ở bản sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858584Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé, cũng như là bật phần chuông thông báo để có thể là liên tục cập nhật mã hàng mới bên em. Và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình với màn sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là một cái phiên bản, đó chính là phiên bản của Technop. Với mẫu Technop em có về cho cả nhà mình là full hộp giấy tờ sổ sách của nó thì nó cũng sẽ có đầy đủ. Đây là một cái mẫu mà mới nguyên zin và chưa qua sử dụng nhá. Vì thế cho nên là cái này nếu mà mọi người mà để đeo, để trưng bày hay là có nhu cầu mà muốn đi tặng ấy cũng sẽ rất là ok. Đây là phiên bản với form kiểu dáng giống như là của Rolex. Nó có thiết kế 3 kim, một lịch ở vị trí góc 3 giờ và ô cửa sổ lịch thì sẽ có kính lúp phóng đại đến 2,5 lần. Cọc số La Mã nhé, nhưng mà bên trong này này nó sẽ có một cái phần xanh, các bạn nhìn cho nó sẽ rất là đẹp. Mặt bên trong màu gray, màu xám nhá, màu ghi xám. Đấy, kim vàng, mọi người thấy mặt của nó không ạ? Trải đều các đường vân. Cái chi tiết niềng này thì nó sẽ đều được ghim chấu đấy, đúng không ạ? Đây các chị thấy này, các cái viên đá này đều được ghim chấu toàn bộ. Thế cho nên là không bao giờ sợ là bị rơi đá đâu. Đấy, và cái màu ấy thì nó sẽ thể hiện đó chính là một cái màu bảy sắc cầu vồng. Và hai nữa là mọi người thấy không ạ? Nó sẽ có cái sự chuyển màu của nó rất là linh hoạt, nhưng mà nó lại rất là hợp lý, chứ nó không bị chuyển từ màu đậm sang một cái màu gọi là tông tương phản đúng không ạ? Tới đây nhé, mọi người thấy là ở đây nó đang là màu nhạt này, màu xanh này, đậm dần và chuyển lên một cái màu xanh đậm hơn đúng không ạ? Và nó không chuyển từ màu này sang màu tím, màu hồng, mà nó sẽ chuyển dần sang màu tím, sau đó đến lại tông lại đậm dần lên. Đấy, thì đấy là một cái chi tiết mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng mà phải nói là người ta rất là tinh tế. Đây là mẫu size 40, với càng của nó sẽ là 47.6. Dây của nó là dây thép vừa phay xước này vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau. Chốt khóa nguyên zin nhá, tag mark đầy đủ đúng không ạ? Technos Japan Moment. Ở đây thì khóa thì nó cũng sẽ có seal này, nó còn nguyên seal này. Đấy, dây này, tag của nó là 38.500 yên thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm hơn 6 triệu. Đấy, đằng sau đấy đây có đầy đủ tất cả phần thông số về độ chống nước đúng không ạ? Mẫu này thì cho cổ tay ví dụ như là tầm tay 16.5 cũng đều vừa nhá. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.350.000. Dạ vâng, 2.350.000. Và mẫu này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó là ở mã 631. Full hộp nha mọi người nha, rất đẹp luôn. Cái này mọi người có thể là mang đi tặng này, để đeo, để trưng bày cũng sẽ rất là ok. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 632. Phiên bản 632 thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là mẫu của Seiko đi. Em lên cái phiên bản của Seiko. Bản này thì được cái là phải nói là rất là xuất sắc, bởi vì mọi người biết là nếu như mà để một cái bản Seiko mà nó chạy 6 kim đúng không ạ, thì các anh chị cũng gặp rất nhiều rồi. Hay là các mẫu 6 kim thì rất nhiều. Nhưng đây là một cái phiên bản Seiko. Đấy, và phiên bản này sẽ là phiên bản limited edition, phiên bản giới hạn. Và dành cho gọi là các fan hâm mộ của Barcelona. Cái này thì gọi là một đội bóng luôn ạ. Em thì thực sự là em không thích chơi đá bóng. Nhưng mà không thích môn thể thao này luôn, nên là em không hiểu lắm về cái dòng thể thao này. Cái mẫu này thì em có về là hộp nhá. Đây này, hộp này. Đúng không? Hộp nguyên zin của nó luôn nhá. Đây là hộp. Ở bên ngoài này thì nó sẽ có bọc da. Đấy, bên ngoài này của nó thì nó sẽ có bọc da. Thì ở mẫu này thì đây em lên cho cả nhà mình. Tất nhiên là với bản này thì cũng đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ mới của nó thì cũng còn rất là cao. Đó, em lau qua phần mặt kính này để mọi người thấy không ạ? Rất đẹp nha. Mặc dù đã qua sử dụng nhưng các chị thấy không? Mới, đúng không ạ? Gần như là người ta cũng chỉ sử dụng khoảng độ vài lần thôi, chứ không có sử dụng nhiều. Đây là mẫu mà chạy tổng cộng của nó sẽ là 6 kim 7 kim, tổng cộng của nó sẽ là 7 kim. Thì mọi người lưu ý cho em này, đây là kim dây. Đấy, kim bé này này, nó sẽ là kim dây, kim giờ, kim phút. Đó, còn cái kim dây to đùng này nhá, thì nó sẽ là kim dây chạy cho chức năng chronograph.
Tức là kim dây này nó chỉ hoạt động khi mà mọi người kích hoạt nó ở với cái chức năng bấm giờ thể thao ấy. Thì cái kim kim trôi này này, đúng không ạ? Nó sẽ trôi 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 trôi. Được 1 phút thì kim dây này nó sẽ nhích một khắc. Và đây cũng là thời gian đo tốc độ tối đa của nó sẽ là 60 phút, được hiển thị ở vị trí góc 12 giờ. Ngoài ra thì ở phiên bản này thì nó còn có cả chức năng báo thức nữa. Đấy, thì nó rất là thuận tiện đúng không ạ? Ví dụ như mọi người mà đi đâu cần đến là báo thức ấy. Ví dụ như là đồng hồ điện thoại của mình có thể là hết pin chẳng hạn đúng không ạ? Thì các anh chị có sử dụng với các phiên bản điện thoại, nó rất là tiện. Và đặc biệt đây chính là phiên bản Selco Solar nhé, pin năng lượng mặt trời. Đó, và pin năng lượng mặt trời như các chị thấy là nó chạy rất nhiều chức năng này, giờ này, sonograph này, báo thức này, lịch này. Đó, thì cái dòng này thì nó khá là đắt đấy ạ. Giá hãng của nó thì nó cũng phải tương đương với cả một bản cơ đấy. Nó tương đương với tầm khoảng độ 8 cho đến 9 triệu đối với phiên bản này đúng không ạ? Không hề rẻ một chút nào. Đấy, mặt này đẹp nhá. Oculus du lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đây là logo biểu tượng của fan club của Barcelona này. Đấy, solar pin năng lượng mặt trời, vì thế cho nên là cái tuổi thọ pin của nó rất là lâu. Và nó tiết kiệm được rất nhiều các chi phí cho mọi người, đỡ phải thay pin đúng không ạ? Và giảm thiểu được các cái rác thải ra khỏi môi trường. Và thực sự là đây là cũng là lần đầu tiên em đấu được về cho cả nhà mình với mẫu Selco này. Lần đầu tiên luôn. Đó, rất hiếm để mà có ở trên các cái trang của Nhật, bởi vì là chỉ cần có một cái thôi là người ta sẽ đấu luôn ấy, và giá đấu của nó cũng khá là cao chứ không hề rẻ. Đây mọi người thấy dây này, màu đen này, phay xước này, chốt khóa nguyên zin. Ở đằng sau đáy đây thì nó sẽ có đây các cái phần thông số, đây là mẫu limited edition phiên bản giới hạn nha. FC đúng không ạ? FC này, Barcelona này, độ chống nước của nó sẽ là 13. Japan Moment, Kain China, tức là vỏ của nó nhé, sẽ được sản xuất tại nhà máy của Selco được đặt tại ở bên Trung. Module máy của nó thì ở đây sẽ là V172. Đấy là module máy của nó sẽ là V172. Mẫu này có size mặt đó là size 42 và càng của phiên bản này là 48. Đây như cổ tay của em này là 16.5 đúng không ạ? Đấy, và đeo lên tay này, rất là đẹp, rất là ôm tay nhá. Thì 16.5 đeo được, 17, 17.5 mọi người đều có thể là đeo ok. Với mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 3.450.000. Dạ vâng, 3.450.000, bản này sẽ ở mã 632. Đó, hộp đầy đủ nha. Tiếp theo sang ở mã 633. 633 thì em lên luôn cho cả nhà mình ở phiên bản của Red Tiger. Đây là một trong các phiên bản mà em phải nói thật sự rất đẹp và rất là xuất sắc của dòng Red Tiger. Vì cái mẫu này nó rất dễ đeo. Bản này em có về đó là full hộp này. Hộp rất là dài, rất là to. Mọi người thấy là cùng để cùng với cái chiều đầu tiên đúng không ạ? Giống như cái hộp này. Nhưng các anh chị thấy là nó cũng phải rơi tầm gấp rưỡi của cái hộp Selco rồi. Rất là to nhá. Nên là cái bản này mọi người kể cả để mọi người để trưng bày thì cũng rất là ok. Đây là sổ đấy chợ và thẻ International Warranty. Đấy, hộp. Và đây chính là phiên bản siêu phẩm ở trong video ngày hôm nay. Rất rất đẹp dành cho các anh nam. Khi mà nhắc đến với các cái mẫu của Red Tiger thì luôn luôn là có một cái ấn tượng, đó là thiết kế của họ rất độc đáo. Em phải thừa nhận là một cái thiết kế rất rất đẹp luôn. Đây nha. Mọi người nhìn này, đẹp chưa ạ? Red Tiger. Cái mẫu này thì nó thể hiện một cái phong cách rất là đơn giản, thanh lịch. Dạ vâng, nhưng mà nó lại rất là độc lạ đấy ạ. Sự không hề kiểu dạng như là kiểu chỉ đơn thuần là cái sự thanh lịch hay là cái sự nhẹ nhàng đâu, mà bản này nó lại rất độc lạ và nó cũng thể hiện cái sự cá tính luôn đấy ạ. Với mẫu này nhá, thì đây là mẫu cơ tự động và nó có cả chợ có tay đi kèm. Đấy, em lên có tay mọi người nghe tiếng không ạ? Đấy, thì các chị thấy là các cái có tay, cái tiếng của nó rất là đầm tai đúng không ạ? Và ở đây nhá, nó có kim giờ, kim phút, kim giây rồi. Lộ tim ở vị trí rất là từ mấy đây? 6, 7, 8, 8 cho đến 10 giờ. Từ 8 cho đến 10 giờ, đây là kim 24 giờ một ngày. Thì mình biết được là thời điểm này nó đang là ban ngày hay ban đêm. Đúng không ạ? Đây là logo biểu tượng của Red Tiger. Bên trong ý, thì cái màu mặt của nó sẽ là màu mặt xanh. Dạ vâng, màu mặt xanh. Và mọi người thấy cái phần kính này không ạ? Đấy, cái kính này nha, nó sẽ nhô hẳn cao lên. Đấy, đây, nó giống như một cái cầu kính cong. Đúng không ạ? Nó giống như cái cầu kính cong. Và nó làm theo kiểu dạng tràn viền. Phiên bản này thì để mà nói về các cái chức năng hay là phần 24 giờ hay lộ tim ý, thì mọi người cũng đã gặp rất nhiều rồi. Nhưng bản này ấn tượng bởi đó chính là cái phần kính của nó. Đây là một cái dòng kính, đó chính là kính sapphire. Dạ vâng, nhưng nó là cái dòng kính sapphire cong. Như mọi người đều biết ý, thì nếu như ở các bản bình thường nhá, mà nó làm kính sapphire phẳng
đúng không ạ? Thì cái dòng kính sapphire phẳng thì giá nó sẽ rẻ hơn, đúng không ạ? Giá nó rẻ hơn, nó sẽ có cái độ chống trầy chống xước của nó rất là tốt. Thì đối với cái dòng kính sapphire cong này này, đấy, nó là cái dòng kính sapphire nguyên khối và nó có giá thành của nó khá là cao nhé mọi người nhá. Bởi vì là để mà chế tác nên các cái dòng kính sapphire cong nguyên khối này này, họ phải chế tác khá là phức tạp đấy ạ. Đấy. Và nếu mà dòng này mà làm kính phẳng thì chắc chắn là nhìn trông nó sẽ không thể nào mà đẹp được. Nhưng ở đây nó làm kính, đó là kính cong, đúng không ạ? Kính cong mà lại còn là kính sapphire. Nó mang một cái nét rất là vintage nhưng mà ở trong một cái phiên bản hiện đại. Đấy, đây là phần viền này, núm này, mặt trước này, mặt sau. Độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM nhá, all stainless steel này. Đấy, đây là phiên bản của dòng Classic Vintage, đúng không ạ? Red Tiger, đây là mã chết của nó sẽ là RGA8239. Đằng sau bên trong bộ máy của nó đây, thì các anh chị thấy là nó sẽ sử dụng đó chính là bộ máy của Seiko đấy ạ. Đây là 24G 24 chân kính nhá. Thì với cái bộ máy 24 chân kính này thì mọi người đều biết rồi, bộ máy của Seiko rồi đúng không ạ? Nó sẽ có tần số dao động là 21.600 và thời gian tích góp tối đa của nó cũng sẽ là 38 tiếng. Đây mọi người thấy búa này có chuyện logo biểu tượng của Red Tiger. Đấy, có chữ Red này, đúng không ạ? Có hai cái hình chú ngựa hai bên, vương miện ở vị trí phía bên trên cùng này, automatic này. Đấy. Búa của nó sẽ được chuyện logo thương hiệu của Red Tiger nha. Rất là đẹp. Nói chung là ở cái phiên bản này thì phải nói thật sự là rất đẹp và rất là xuất sắc. Nó không chỉ là cái thiết kế của nó mà cũng bộ máy của nó cũng rất là chất lượng đúng không ạ? Đây là dây này. Đây. Dây handmade nha mọi người nha. Red Tiger dây handmade, tức là dây da khâu tay luôn ấy. Đấy, dây da khâu tay. Đó, có cái đường chỉ khâu tay này, chứ nó không phải là kiểu dạng như là dây công nghiệp. Đúng không ạ? Đây là dây khâu tay, dây handmade. Đây mọi người thấy cái chất dây nó đẹp không? Đó, chốt khóa này. À cái dòng này nhá, thì em hướng dẫn lại cho cả nhà mình này. Vì hôm trước cũng có anh có comment ở trên video ấy, là mọi người có nhận hàng bên nhà em rồi, nhưng mà không biết là mở khóa như thế nào ấy, không biết luồn dây như thế nào ấy. Thì đây nhá, thì cái dòng khóa bướm này này, đúng không ạ? Thì nó rất là tiện lợi, bởi vì là mình chỉ việc luồn dây một lần thôi, lần sau mình cứ thế là mình lên tay. Và thứ hai nữa là nó sẽ tránh được cái phần gãy gập dây, đúng không ạ? Tránh được cái phần gãy gập dây, nó hạn chế đi. Thì mọi người sẽ bóc cái dây này ra. Đấy, bóc cái khóa này ra. Đây các anh chị thấy khóa bên trong này đẹp chưa? Đấy, nó còn đánh cả cái đường vân vẩy rồng nha. Đây, mọi người sẽ mở cái này ra cho em này. Mở cạnh cái này ra. Đấy, cạnh cái này ra. Sau đó là mọi người sẽ luồn dây theo đúng cái size tay của mình đến đâu ấy, thì mình sẽ luồn dây đến đó. Đây, em chỉ để gọi là gá vào đây một chút xíu thôi nha, bởi vì là cái mắt này là chưa có qua sử dụng ấy, vì thế cho nên là em sẽ chỉ gá vào đây một chút xíu thôi, là mẫu thôi ạ. Đó, đây sau đó là mọi người bấm này, để các anh chị luồn dây luồn vào các cái mắt này nha, tay của mình đến đâu thì mình luồn theo các cái mắt đó, sau đó là mình sẽ sập khóa, sập chốt này xuống, đấy thế là xong đúng không ạ? Và mình luồn các cái dây này vào, đấy vào các cái đai đĩa như thế này. Đấy thì nó sẽ sau đó là mình cứ thế là mình sử dụng. Và lần sau thì khi mà mình sử dụng thì mình chỉ cần bấm mở cái bóc càng này ra thì cái dây của nó đã ở cái vị trí như thế này rồi. Đúng không ạ? Và mình chỉ việc đó là luồn tay vào mình và mình đeo lên tay thôi. Đấy, nó rất là tiện lợi nha. Đây, khi mà cái dây cái mắt này này nó vào ở trong các cái ô này rồi ấy, thì mọi người sẽ bấm cái chốt này xuống này. Đấy. Thế là được thôi. Đó, thấy chưa? Nó rất là tiện lợi. Ở mẫu này thì có size mặt đó là size 41.5 và càng của phiên bản này sẽ là 47. Cái màu xanh này là một màu cực kỳ đẹp nhá, rất nổi tay luôn, dành cho các anh nam. Anh nam mà tay vừa và hơi to một chút xíu. Cái này thấy với cả nhà mình nhìn ngoài nó đẹp lắm ấy, nhưng ở trên này này do là cái kính cong ấy nên là ánh sáng chiếu vào nó sẽ hơi khó nhìn, cảm giác nó sẽ hơi bóng. Nhưng mà ngoài nó sẽ đẹp lắm, nhìn ngoài nó sẽ dễ đeo hơn. Nó sáng soi gương luôn ấy ạ. Ở mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình mẫu này đó chính là 4.350.000. Dạ vâng, 4.350.000. Bản này sẽ ở mã hàng tiếp theo, đó chính là ở phiên bản mã 633. Đó, mã 633. Đây, nó còn có cả một cái siêu bọc của Red Tiger nữa này. Rất đẹp nha mọi người nha. Rất là xuất sắc luôn. 4.350.000. 4.350. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 634. Phiên bản 634 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là ở phiên bản của Rorut. Dạ vâng, về cái thương hiệu Rorut thì đây là một cái thương hiệu cũng là thương hiệu của Seiko.
Nhưng mà thương hiệu Rorút với cả thương hiệu Pusa ấy, nó là hai thương hiệu mà họ sẽ phân phối chủ yếu ở bên châu Âu. Đấy. Đây, tag này. Của nó có đầy đủ của Rorút này. Sổ hướng dẫn này, đúng không ạ? Về các cái dòng máy này, module máy này. Đấy, thì nó sẽ có giấy tờ đầy đủ nhá. Đây là hộp nhá. Thì khi mà các anh chị mở ra này, đấy, thì khi mà gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ gửi đầy đủ hộp sổ của nó đầy đủ ở phía bên trong. Hàng đến nơi rồi mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Đối với phiên bản Rorút này thì mẫu này sẽ có tổng cộng của nó sẽ là 6 kim và nó chạy chức năng chronograph, tức là bấm giờ thể thao. Nó có một lịch ở vị trí góc 4:30 giờ. Đấy, mặt bên trong màu xanh nhá, thì nó bên này của nó sẽ là xanh đậm hơn này, ở giữa này của nó sẽ là một cái xanh nhạt hơn nhưng mà nó lại sáng hơn. Đấy, và nó là một cái điểm nổi bật cho cả cái không gian mặt đồng hồ luôn. Với thiết kế chạy chronograph thì ở đây này, khi mọi người bấm kích hoạt ở đây nhá, cái này nó tính đến 1/10 của giây. Đã bằng cái kim này nó chạy được 1 giây thì kim giây này nó sẽ nhích một khắc và thời gian đo tốc độ tối đa của nó cũng sẽ được hiển thị ở cái vị trí, đó là vị trí góc 9 giờ. Đấy, hiển thị ở vị trí góc 9 giờ. Thì khi mà mọi người bấm dừng này, đúng không ạ, thì nó dừng này, chạy này. Cái này thì mọi người bấm thì nó chạy để cho nó đỡ bị quay vòng tròn, cho nó chóng mặt ấy, đúng không ạ? Thì nó chỉ chạy, mọi người chỉ cần bấm kích hoạt này là bắt đầu cả kim dây là nó sẽ chạy thôi. Đấy, đây là viền này. Thì nó sẽ có phay xước này, sáng bóng này, sẽ kết hợp với nhau này. Núm nhá, mặt trước mặt sau. Bạn này thì mới nguyên zin luôn. Độ chống nước của nó sẽ là 13. Đây là logo biểu tượng của Selco. Module máy của nó sẽ là dòng VD57. Và đây là bộ dây lụa. Mọi người thấy không? Nhìn cái màu của nó giống y xì như là một cái dây lụa bằng bạc luôn ấy. Rất đẹp. Đấy, cái màu của nó này, một cái tông màu giống như tông màu bạc. Và các cái mắt này của nó này, nó đan tết vào với nhau. Đấy, chốt khóa. Và mọi người chỉ việc đẩy cái chốt này lên nhá. Đấy, và di chuyển theo đúng cái size của mình đến đâu ấy thì mình di chuyển đến đó thôi, thì nó rất là thuận tiện. Không cần phải mang ra tiệm để cắt mắt. Size 42 và càng của mẫu này sẽ là 47. Nó không hề to đâu mọi người nha. Cái này là cái anh nam có tổng của tay 17 đổ lên là mọi người đeo ok. Kể cả tay 16 như tay em đeo được, mặc dù là mọi người thấy là size 42. Đấy, nhưng mà bởi vì mình còn căn cứ cả vào thiết kế của nó nữa, chứ mình cũng không căn cứ hoàn toàn vào cái đo size đâu. Mẫu này là full hộp nhá, đẹp. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình, đó là 2.250.000. Dạ vâng, 2.250.000. Và mẫu này sẽ ở mã 634, 2250 mã 634. Tiếp theo sang ở mã 635. 635 thì em lên luôn cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu cơ nữa này. Đây là mẫu cơ của Citizen. Cái bản cơ của Citizen thì mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà độ mới của nó còn cao, sổ và nó còn mắt thừa. Đấy, nó còn mắt thừa nha. Cái bản này đẹp lắm luôn ý. Vì là cái form và cái kiểu của nó giống y xì như là của Hublot. Đây mọi người thấy này. Nó vát này, nó ôm sát vào như này. Đó, cũng là automatic nhá. Đây mọi người thấy là hiện tại nó đang đứng im đúng không? Đấy, và chỉ cần lắp một cái thôi là nó chạy. Dạ vâng, nó cũng sẽ có cả trợ có tay đi kèm. Đấy, nó có cả trợ có tay đi kèm. Thì với cái phần trợ có tay như thế này thì lúc nào mà mọi người mà đi đâu đó ấy, mà mình không đeo đến ấy, không đeo đến đồng hồ đúng không ạ, mình đeo sang ở bàn khác, thì các anh chị có thể lên thêm cho nó một vài vòng cót thì để cho nó tích cót nó sẽ tốt hơn. Thế để em lau qua cái viền này một chút xíu, nó bẩn quá. Đấy. Cái này về một cái là em cũng chưa có lau vệ sinh gì đâu. Đây nó hơi bẩn. Nên nó rắt các cái bẩn ở cạnh đây này. Đấy nó bẩn quá. Đấy em lau qua một chút. Còn trước khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại nhá. Sau đó em sẽ gửi nếu mọi người yên tâm. Với mẫu này thì em cũng đã có vừa giới thiệu cho cả nhà mình rồi đúng không ạ? Nó là bản cơ automatic và có cả trợ có tay, hai ô cửa sổ lịch nhá, và ô cửa sổ lịch thứ và lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Đây là phiên bản nội địa của Nhật đấy ạ, tức là phiên bản made in Japan, được sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều tại Nhật hết, và module máy của nó sẽ là dòng 4150. Dạ vâng, đây là viền này, mặc dù đã qua sử dụng nhưng mà kính thì không hề có một vết xước sát gì cả. Kính sapphire mọi người ạ. Đấy, đây nó có thông số của nó sẽ là kính sapphire. Đây là một cái điểm cộng tuyệt đối cho phiên bản này, để nó giúp cho cái đồng hồ của mình chống trời chống xước. Cái form kiểu của nó đẹp. Dây này, đúng không ạ? Thì cũng vừa làm phay xước vừa làm sáng bóng kết hợp với nhau, chốt khóa nguyên zin. Đây đằng sau đáy đây.
Nó có thông số nhá, đó chính là module máy đó là 4150 này. Kính sapphire này. Đâu nha? Cái đầu à đây đây, cái chữ đây, kính sapphire bên này. Độ chống nước là 10 ATM này. Đó, bên trong đây. Đây mọi người nhìn nhá. Đây, can 4150 Citizen Quartz 21 Jewel 21 chân kính. Đấy, thì đây là một cái bộ máy rất là đẹp, rất là bền. Với tần số dao động của nó là 21.600 và thời gian tích góp tối đa của nó cũng sẽ là 38 tiếng. Ở mẫu này thì có size mặt đó là size 41.5 và càng của phiên bản này sẽ là 47.6. Thép trắng mặt xanh. Trời ơi rất đẹp. Cái này là dây còn rất là dài nhá và mắt thừa của nó thì còn nguyên. Cái này thì em nghĩ là mọi người sẽ phải cắt bớt mắt đi đấy ạ. Thì mắt thừa thì em vẫn gửi kèm. Thì mọi người cất các cái mắt thừa đấy đi. Ví dụ như là sau này ví dụ mọi người cần đến các cái mắt thừa đấy, ví dụ như là mình tăng cái size dây lên ít đúng không ạ, thì mình có thể là lắp thêm vào. Đấy, còn ở đây thì dây rất là dài. Đấy, nguyên cái dây này thôi là đã dài rồi này. Đấy, còn vẫn còn nguyên cả cái mắt thừa ở phía bên trong. Mẫu này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình này, đó chính là 4 triệu 2. Dạ vâng, 4 triệu 200 nghìn nha. Full hộp, sổ sách đầy đủ. Mã của nó sẽ là mã 63635. Tiếp theo sang ở mã 636. 636 thì em lên cho cả nhà mình. Đó là mẫu của WeJet đi. WeJet cũng là chi nhánh con của Selco. Hôm nay em hình như là hôm nay là gọi là tín đồ của Selco thì phải. Vâng, ở đây ít nhất phải có mấy mẫu của dòng của Selco rồi. Với bản WeJet này thì em có về là full hộp nha. Giấy tờ sổ sách của nó có đầy đủ ở phía bên trong này của WeJet này. Nó là chi nhánh con của Selco đấy ạ. Nên là nó sẽ sử dụng máy của Selco luôn. Bàn này chạy 6 kim và nó sẽ chạy đó chính là kim 24 giờ một ngày. Nên để em lau qua này, cái này cũng bị bụi. Đấy, cho mọi người thấy lau qua một cái nhìn trông rất là sáng luôn. Đây là kim 24 giờ, kim dây chạy sonograph này. Thời gian đo tốc độ tối đa này. Bộ kim cọc số bên trong rất là đẹp nhá. Mặt nó có các cái kẻ ô vuông, kẻ caro phía bên trong ấy. Nó làm nó không phải hình tròn và nó cũng không phải hình vuông đâu, mà nó sẽ là các cái mặt kiểu dạng như là mặt một cái mặt góc cạnh như thế này này, nhưng mà nhìn trông lại rất đẹp và rất là sang. Đây là viền và nó có hai cái tông đúng không ạ, nó có một cái nấc ở phía bên trên, một nấc phía bên dưới này. Chỗ này nó làm phay xước, ở trên này của nó làm sáng bóng này. Đó, núm 6 kim nhá, chạy đầy đủ các chức năng phía bên trong. Đấy, đây là dây cũng vừa phay xước vừa sáng bóng. Chốt khóa này, mặt trước mặt sau. Ở đây sử dụng máy của nó là máy Nhật. Module máy của nó sẽ là dòng VD54. Kenchina thì nó là vỏ ấy. Vỏ thì nó cũng được sản xuất tại nhà máy của Selco, được đặt tại bên Trung. Bởi vì là các thương hiệu lớn thì bao giờ người ta cũng phải muốn là mở rộng sản xuất đúng không ạ, và tăng cái sản lượng ra để họ còn 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 có các cái bản thương mại và phân phối ra thị trường. Vì thế cho nên là họ cũng sẽ có các cái trụ sở được đặt tại ở bên nước thứ ba. Ví dụ như là với các cái dòng của Selco thì có cả ở bên Thái này, Thái Lan này, bên Malaysia này, rồi là có bên China, bên Trung Quốc này. Đấy thì họ đều có, kể cả Citizen như vậy. Kể cả như mọi người thấy là kể cả như iPhone vậy thôi đúng không ạ? Đấy thì họ đều có các cái trụ sở mà được đặt tại bên nước thứ ba để thứ nhất là tăng sản lượng và thứ hai nữa đó là giảm thiểu bớt các cái chi phí đi. Mẫu này có size là size 38.3 và càng của nó sẽ là 45. Trời ơi, đeo lên tay mẫu này rất rất đẹp dành cho các anh nam. Cái này mọi người có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều ok hết nhá. Và đối với mẫu này thì em biết là mọi người sẽ hơi phân vân, đó chính là về cái màu nó có bị bạc hay không đúng không ạ. Thì đối với các cái mẫu đồng hồ chính hãng này thì các cái lớp mạ ấy, là người ta làm đã rất chắc chắn, rất bền, rất là đẹp rồi. Nhưng mà cái việc mà bạc hay không thì nó cũng còn phải do một cái phần nữa là mình sử dụng đúng không ạ. Và người ta hay bảo đó là của bền tại người. Thì riêng đối với các cái bản mạ vàng ấy thì mọi người lưu ý cho em này, đó là tránh chất tẩy rửa mạnh ra giúp em. Còn nếu mà để sử dụng bình thường đúng không ạ, thì màu của nó cực kỳ bền. Bởi vì mọi người biết là mẫu này cũng là mẫu đã qua sử dụng rồi. Đấy, và em cũng về rất nhiều với các phiên bản màu vàng đã qua sử dụng. Như các chị thấy không, các cái mạ vàng của nó nhìn rất đẹp, rất là mới luôn. Bởi vì các cái nước mạ này nó rất là bền, rất là tốt. Bởi vì nó là hàng chính hãng. Đấy, đây mọi người thấy không ạ. Đấy, rất là đẹp nha. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình mẫu này, đó chính là 1 triệu 8 1 triệu 800 nghìn.
Mẫu này sẽ ở mã 636. 1.8 mã 636. Full hộp. Đấy, sale luôn cho cả nhà mình. Tiếp theo sang ở mã 637. 637 thì em lên một cái mẫu của Citizen. Đây là mẫu Citizen màu đen. Đó, 3 kim, lịch ở vị trí góc 3 giờ. Cái lịch đó đang hơi nhấp nhô đúng không ạ? Bởi vì thời điểm lúc này nó đang là ban đêm. Đấy mọi người đúng không ạ? 12 giờ, đúng không ạ? Chuyển sang ngày mới. Đấy, thì đấy là cái phần lịch, thì cái ô cửa sổ lịch thì nếu mà mình mà để cho nó tự chạy thì tất nhiên là các cái bánh răng của nó phải dịch chuyển dần dần rồi, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà mình chuyển lịch nhanh được. Nếu mà mọi người muốn chuyển lịch nhanh thì khi mà nó chuyển sang ngày mới, đúng không ạ? Ở trong cái thời gian đó là trước 6 giờ tối, đúng không ạ? Thì các anh chị mọi người sẽ chỉnh lịch nhanh, đó là mọi người sẽ rút một nửa núm. Đấy, sau đó các anh chị xoay núm. Đấy thì là mình sẽ chỉnh lịch nhanh. Đó. Và đóng núm thì bắt đầu lại chạy và đang hoạt động. Ở mẫu này là mẫu 3 kim Eco Drive pin năng lượng mặt trời nhá. Nhưng là cái tuổi thọ pin của nó rất là lâu. Và mọi người chơi về các cái dòng Eco Drive thì mọi người cũng đều biết rồi. Đó, mặt kính thì cũng chưa hề có một vết xước sát gì cả, đúng không ạ? Trên này của nó thì nó sẽ làm cho kiểu dạng sáng bóng mà nó làm giống như bằng đá. Đấy, ở dưới này của nó sẽ làm phay xước này, núm này, dây này. Cái thiết kế dây của mẫu Citizen này nó hơi giống giống với cả thiết kế dây của cái mẫu của Seiko cả, đúng không ạ? Mẫu 636. Đây cũng vừa là phay xước vừa sáng bóng này, chốt khóa nguyên zin. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Mẫu này thì hôm nay em cũng sale luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này. Size 41.8 và càng của nó sẽ là 48.2. Đấy, bản này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 2.1. 2.100.000 nhá. Sale luôn cho cả nhà mình. Bản này sẽ ở mã 637. Tiếp theo sang ở mã 638. Đó là phiên bản của Fubo, Fubo Design. Ở bản Fubo Design này thì em có về là full hộp này, sổ này, đầy đủ này. Đó, và đây là một cái thương hiệu của Nhật đúng không ạ? Thì với phiên bản Fubo Design này thì mẫu này cũng sẽ là mẫu cơ tự động và nó có tổng cộng là 3 kim. Kim dây thì nó sẽ nằm ở vị trí từ 4 cho đến 6 giờ lộ tim nhá, lộ tim này. Mặt bên trong này trải đều các đường vân này, cọc số thì vừa là la mã vừa kết hợp với các cọc vạch. Đấy, đây em lau qua cái phần viền nhé mọi người thấy không ạ? Đấy. Đây là các cái phiên bản mà mạ vàng và cũng đã qua sử dụng, nhưng các chị thấy không? Rất là mới, rất là đẹp. Đây là viền núm, dây. Dây này của nó màu như vậy nha. Và cái dây này của nó màu hơi kiểu dạng màu gray, màu xám xám ấy, rất là đẹp. Đằng sau đáy đây cũng có phần thông số, đó là 21 chân kính, đúng không ạ? Sử dụng máy Mizuta của Citizen. Thì với cái bộ máy Mi này thì nó sẽ có tần số dao động là 21.600. Và thời gian tích cóp tối đa của nó cũng sẽ là 38 tiếng. Nói chung là lên tay với các cái phiên bản này thì không thể không phải chê một điểm gì luôn. Đấy. Khóa này, khóa bấm thông minh rất là tiện lợi. À đây cái khóa này này, đây em hướng dẫn lại cho cả nhà mình nha. Đây. Đấy, mọi người bật cái này lên này. Đúng không ạ? Cái mẫu này thì đã qua sử dụng rồi, đây thì em sẽ luồn dây luôn cho cả nhà mình nha. Đấy, đây ví dụ tay mọi người đến đây đúng không ạ? Đấy luồn mắt dây như thế này, bấm này, sập nó xuống này. Đấy. Sau đó là mọi người bấm này, sập khóa này. Đấy, thế là mình cứ thế là mình lên tay thôi. Mọi người thấy không? Rất là tiện lợi đúng không ạ? Và nó tránh được cái phần gãy gập dây. Mình chỉ việc đó là luồn dây một lần thôi. Lần sau là cứ thế là mình lên tay. Đó, thế như thế này thôi là xong này. Ở mẫu này thì có size mặt đó là size 35.5. Và càng của phiên bản này sẽ là 49.2. Mẫu này dành đến cho các anh nam cũng có cổ tay khoảng độ từ 17 đổ lên nha. Từ 17 đổ lên. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình, đó chính là 3.3 3.300.000. Mẫu ở mã 638. Đấy, 638, 3.3. Tiếp theo sang ở mã 639. Mẫu 639 thì em lên, đó là mẫu của Seiko. Đây là phiên bản 6 kim, cũng chạy chức năng chrono graph, tức là chức năng bấm giờ thể thao. Đó. Và ở đây thì nó cũng sẽ có thời gian đo tốc độ tối đa, đúng không ạ? Đó là các cái cơ bản về các cái mẫu của dòng 6 kim rồi. Nhưng ở mẫu này thì nó có thiết kế cái mặt nó rất là đẹp, rất là lạ. Với tông màu mặt đen nhá, kính thì chưa hề có một vết xước sát gì cả, đúng không ạ? Bên dưới này, nó có hai cái vòng tròn này.
Đấy, rồi sau đó là nó có một cái tông nền thấp xuống một chút xíu. Đấy, tông thấp xuống này. Đây mọi người thấy không ạ? Nó tạo một không gian đa chiều bên trong lòng mặt. Đây là viền sáng bóng này, cạnh này, dây này, chốt khóa này. Tất nhiên là với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng nên là về cái dây viền vỏ thì cũng sẽ có xuất hiện một vài các cái vết gọi là xước lông mèo nhỏ thôi, nhưng mà không đáng kể. Đấy, đây mọi người, xước lông mèo nhỏ thôi, không đáng kể và không không lộ. Nếu mọi người nhìn tổng thể như thế này thì nhìn trông nó rất là mới luôn. Đấy, viền nhá, mặt trước mặt sau này cũng là Japan Moment và Kenchina, độ chống nước là 10 ATM. Mẫu này thì em lên nhanh thôi, bởi vì là các cái dòng này thì nó là các cái mẫu cơ bản rồi, size 40.6 và càng của nó sẽ là 45. Kính của nó là kính cứng cường lực nha mọi người nha. Các cái dòng này thì nó sử dụng kính cứng cường lực. Mẫu nào mà kính sapphire thì em báo, còn mẫu nào mà em không báo thì nó sẽ là các cái dòng kính cứng cường lực đấy ạ. Nên là nó sẽ có cái độ chống va đập của nó rất là tốt. Tất nhiên là không thể đạt được gọi là độ chống trượt chống sức tuyệt đối 100%, nhưng mà nó cũng phải đạt được trên 80%. Rất là ok rồi. Đấy, rất là mới. Và này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.850, 1.850.000, mã 639. Mã hàng cuối cùng, mã 640, đó chính là phiên bản của Skagen, thương hiệu đến từ Đan Mạch. Đây mọi người ơi, mặt rất đẹp nha. Nó có 12 viên, giống như là 12 viên, 10 viên kim cương ở phía bên trong ấy, cọc số ở vị trí 12 và 6. Mặt nó nhỏ thôi nhưng mà rất là xinh, đúng không ạ? Dây này, The Mimic 2 màu. Chiếc này thì nó không về hộp đâu. Dòng này cũng sử dụng kính cứng cường lực này. Đấy, đây, Super Harden này. Đấy nha, All Stainless Steel, mã check của nó đi kèm. Đây là thương hiệu của Đan Mạch. Nó chỉ hơi xước xước đằng sau đáy một chút xíu thôi, còn đằng trước thì nó đẹp lắm, mà nhìn rất là mới. Size 30 và càng của nó là 37.1. Đấy mọi người thấy đeo lên tay này, nhìn xinh chưa ạ? Rất là xinh và rất là nổi trong cổ tay của mình nhá. Vì là còn nó có gắn đá phía bên trong ấy, nó sáng, lại sau đó lại dây của nó là dây Mr. Me. Cái này có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết. Coi như là nó cân mọi phụ kiện cho các chị luôn. Bản này thì em vẫn đang bán là 1.250, nhưng mà thôi em sell luôn cho cả nhà mình mẫu này đó là 1.150 nhá. Thôi 1.1 luôn ạ. 1.1 ạ, kỷ niệm luôn cho các chị luôn. Đó, 1.1. Đợt này thì các cái mẫu nào mà mẫu không hộp ấy thì em cũng sell nốt cho cả nhà mình luôn. Đấy, vì đợt này gần cuối năm rồi thì em cũng sẽ cố gắng là nhập với các cái mẫu hàng đẹp mới, hàng chính hãng. Đấy, để cho mọi người có thể là để đeo, để trưng bày hay mọi người mang đi tặng ở trong dịp cuối năm cũng sẽ rất là có ý nghĩa. Thì các cái mẫu nào mà không hộp ý thì em cũng sẽ để giá tốt sale luôn cho cả nhà mình, 1.1.000. Bản này sẽ ở mã hàng cuối cùng, đó là mã 640. Vâng, vừa rồi thì em cũng khóa lên cho cả nhà mình với các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Thì mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em nhé. Vâng, các chị mọi người bấm đăng ký kênh nữa để có thể là liên tục cập nhật mã hàng mới bên em. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo. Dạ vâng, em xin chào mọi người ạ.